Thủ tướng Campuchia hôm nay thăm Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm nay sẽ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia diễn ra ngày 11-12-12. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam từ khi ông nhậm chức hồi tháng 8. Lễ đón Thủ tướng Hun Manet dự kiến diễn ra sáng nay, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì. Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm và chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia cũng sẽ hội kiến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và có một số hoạt động khác. Ông Hun Manet, 46 tuổi, là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Lục quân West Point danh giá của Mỹ. Ngoài trình độ quân sự, ông còn theo học chuyên ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ Đại học New York của Mỹ năm 2002, bằng tiến sĩ Đại học Bristol của Anh vào năm 2008. Ông từng giữ chức tư lệnh lục quân kiêm phó tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Ông Hun Manet được Quốc vương Campuchia bổ nhiệm làm thủ tướng hôm 7 tháng 8, sau khi Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Việt Nam, Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Hợp tác đầu tư, thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đạt trên 10,57 tỷ đô la Mỹ năm 2022, tăng gần 11% so với năm 2021. Kim ngạch hai chiều 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Việt Nam hiện có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Campuchia đứng thứ 2 trong số 79 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư ra nước ngoài. Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được thúc đẩy. Hai bên đã hoàn thành phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền và đang phấn đấu hoàn thành 16% khối lượng phân giới, cắm mốc còn lại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.